đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình sẽ ăn gà chiên giòn, gà rán chiên giòn các bạn, ở ngoài chợ người ta bán rẻ quá, giờ mình mua mình chấp gần ngập qua cái cằm rồi các bạn ơi. Từ tối rồi người ta bán 8 miếng gà, cả ức gà, cả đùi gà, cả cánh luôn, 8 miếng $7 đó. Mình mua cứ phần vậy là $7, mình mua 3 phần khoảng $21 các bạn. Bây giờ về ngồi ăn nha các bạn ơi. Các bạn ăn gà rán nha, có món gì rán, trứng rán, gà rán, chả giò rán gì, dọn ra ngồi ăn mình cho vui nha. Mời các bạn cùng ăn đó. Ăn thôi, ăn thôi, ăn cái đùi mở hàng trước nha. Rất là hấp dẫn. Wow, chấm tương hơi nhiều nha. Thử xem ngon không. Người ta mới vừa chiên xong á, cái mình mua luôn đó các bạn. Đứng đợi 15 phút ăn thôi. Ngon lắm các bạn ơi, vừa ngon mà vừa bán rẻ nữa. Ai mà vô chợ mua hàng á thì mới được bán, chứ còn mua mà vô mua cái này không á, người ta chỉ bán một phần thôi. Ngon quá, nhưng mà trúng cục xương, nhai trúng cục xương. Tiếp tục. Cái bột giòn rụm, gà thì thấm. Chấm tương cà chua khó phải chê các bạn ơi. Ngon quá. Còn nóng hổi luôn. Số 1. Đứng mua gà mà nó đói bụng, muốn ăn dễ sợ, nhưng mà phải đợi tí cô bán gà vừa chiên gà xong cũng mới bán. Cắn miếng xà lách hết sảy. Cái cánh nha các bạn. Wow, mình mê nhất là cái cánh. Mê nhất là cái cánh nha các bạn. Ăn nó ít thịt nhưng mà nó giòn giòn, nó có sực sực, nó có xương sụn á, ngon. Trời mà ở ngoài đang rất lạnh, mưa bay bay, mùa xuân mà mưa nhiều á là cái hoa nó hư hết các bạn ơi. Hoa đào, hoa mận, hoa lê đó. Ngon dữ ta. Ngồi ăn nha các bạn. Không biết bây giờ các bạn đang ăn gì á, đang ăn món gì đó comment cho mình biết với nha. Càng thích ăn nha. Đó, ngồi ăn á, nhìn nhau như thế này nè, ăn vui lắm nè. Các bạn ăn gì đó.
mình thấy hết rồi. Một bạn thì đang ăn đùi gà chiên nước mắm, cánh gà chiên nước mắm, xong chưa anh? Các bạn ơi, nước dâu tây mình làm nè các bạn. Đó, anh sắc dâu tây vô với nước với đường, bỏ đá vô thôi, ngon lắm, vừa uống vừa ăn. Rồi ăn cái đùi. Cái miếng này nãy nó rớt xuống này, giờ chắc lên đây. Đó, từ nãy giờ ăn được cái đùi với cái cánh rồi, bây giờ ăn cái miếng ức này chắc ăn xong nó ngon no, nó nằm ngang cái cổ họng luôn. Các bạn nhìn cái miếng kìa, nguyên cái miếng ức này chắc còn tươi, chắc phải là nửa, chưa tới nửa ký đâu. Chiên xong nó ốp lại, nó khô lại, nó rúm lại còn miếng kìa. Đó, thêm bột bó vô nữa, ăn hết sảy nha. Ăn không cũng rất ngon, mà chấm tương là chua, không nói nên lời, nó ngon lắm. Nó chua chua mà nó thơm, nó hợp với cái bột này. Bột này người ta chiên lên á, chấm nó hợp. Các bạn nè, giòn rụm luôn, chiên giòn luôn, cái xương sụn luôn. Thịt gà nhìn ngoài giòn nhưng mà ở trong rất là mềm mại, ướp gia vị thấm thấm vô tới xương luôn các bạn. Từ thịt mà thớ vô nó bắn sâu vô tới xương luôn, nhai cái xương nó vẫn mùi vị, nó vẫn ngon. Xương ta chiên giòn luôn nè, quá ngon. Thịt nạc quá trình ha, gỡ ra chấm. Tuyệt giờ mặt trời luôn các bạn. Thịt ức nó cũng ngon nữa, nó dai. Nó dai nhưng mà nó có cái độ mềm, nó không có bị dắt cái thịt vô răng mình. Mình có mớ cà chua với salad nè. Đó, ăn cùng với rau nó ngon lắm. Đã có tương cà chua rồi, còn ăn cà chua nữa. Tuyệt vời. Mình thích gặm xương thôi, gặm xương nó cũng là thịt dính vô xương, nhưng mà mình gỡ thịt từ xương ra mình ăn cảm giác nó ngon hơn là mình ăn thịt không các bạn ha. Các bạn nào có cảm giác vậy không? Sao á? Thịt dần gần xương á thì nó giòn cho nên nó thích ăn, nó cảm thấy thích hơn. Mùa đông ăn nhiều lên cân các bạn ơi. Bữa nay á, ai mà 2-3 tuần không gặp mình, bây giờ gặp lại á, thấy mập lên. Mùa hè đó, mập được mấy ký, thêm khoảng 2 ký nữa mà thấy cái mặt tròn vo. Tới mùa hè là ốm nhom lại các bạn,
trời nắng á, mình ra vườn mình hoạt động là nó ốm. Giòn rụm. Từ nãy giờ mình ăn gần hết con gà rồi đó. Cắm nè, đùi nè, ức nè. Xương. Ăn rau đảo quá. Cái miếng ức bự quá, từ nãy giờ ăn đã sắp hết rồi. Nhiều bạn đang ngồi đó ăn cơm ha. Mình thích nhất là cái mâm cơm bên Việt Nam ngày xưa. Lúc nào cũng phải ba món trở lên, dù những cái món mà đơn giản đạm bạc nhất mình cũng có được ba món, giống như là rau muống luộc lên rồi xào lấy nước làm canh, xong rồi chiên trứng cũng có miếng rau, miếng trứng, miếng canh. Còn qua tới Mỹ rồi các bạn, bận nhiều việc quá đó, cái gì cũng muốn đơn giản, nấu gì nấu một món xong thêm cái gì đó rồi ăn kèm thôi, giống như kho thịt ăn kèm với rau vậy đó là xong. Chứ bên Việt Nam hồi trước thấy nấu có vẻ cầu kỳ hơn, mặc dù là mình ăn cực cực tí mà mình có thời gian mình nấu tươm tất cái bữa ăn hơn. Ở bên này chỉ có cuối tuần thôi, ngày thường ai cũng lật đật đi làm. Ngon quá. Bát ăn đã thiệt các bạn. Ăn về xong không lên cân. Quá xá là ăn thêm cái đùi nữa nha. Đó, ăn sắp hết con gà của nhà người ta rồi. Tiếp tục tiếp tục. Món ngon, món ngon. Trời lạnh á, ăn đùi gà, ăn cánh gà cảm giác nó ngon hơn cái trời nắng chắc là gấp đôi á các bạn, vị ngon lắm. Nó làm sao á, đó là tương thêm miếng mù tạt xin sao nha. Cái này chấm mù tạt không biết sao ạ. Hot dog á, thì chấm mù tạt rất là tuyệt đỉnh luôn, nhưng mà không biết gà chiên này như thế nào. Rất là ngon luôn, nó đậm vị mà nó cay, nó hắt vô cái lưỡi. Rồi nó quyện với cái bột gà chiên này, thêm tí tương gà chua nữa. Nó ngon nhưng mà cái vị ngon nó sặc. Vị ngon nó sặc. Nó chăm chăm rồi nó hắc. Giống như là mình ăn mù tạt vậy á. Thì cái này là cũng là mù tạt mà mù tạt vàng. Mù tạt xanh á thì ăn nó hắc hơn nữa. Gà hôm nay khỏi phải chê. Người nướng gà, người ướp gà cũng tùy ngày nha các bạn. Không phải ngày nào người ta ướp cũng ngon. Đôi lúc mình ăn mình thấy người ta chiên khô lắm, ta ướp khô. Đôi lúc thì quá ngon. Tùy theo. Chắc ngày đó người ta vui, người ta buồn. Vui thì người ta nấu ăn ngon. Còn người ta buồn là coi như người ta nấu ăn dở là coi như mình thiệt thòi các bạn. Cho nên đừng bao giờ chọc ai buồn nha.
tội nghiệp người ta, rồi tội nghiệp lay cho người khác không được ăn ngon. Giống như mình ở nhà cũng vậy, lỡ may bữa đó mình bực ai trong nhà, mình sẽ không có tinh thần mà nấu ăn ngon hơn những cái ngày mà mình bình thường, những ngày mình vui. Chắc chắn rồi, tinh thần của mình nó rất quan trọng, nó quan trọng hơn gì hết luôn các bạn, hơn là ăn, hơn là tắm, hơn là ngủ, hơn là những cái thứ thực tại luôn. Tinh thần nó rất rất là quan trọng trong cuộc đời mình á. Wow, ngon quá. Mình chưa bao giờ ăn hết một con gà mà hôm nay ăn quá nhiều quá ha, ngon quá. Ăn thêm cái cánh nữa các bạn ơi, tìm cái cánh ăn thêm đây, cái cánh. Cánh ăn rất là tuyệt, tuyệt hơn cái tiệc, quá xuất sắc luôn. Cái đợt gà hôm nay á, nó ngon, ngon hết, cực kỳ là ngon, sảng khoái là ngon, ăn sảng khoái luôn á, xương sụn. Mỗi lần nhai xương sụn là răng nó muốn tự trượt té các bạn, trượt đó. Mình thích nhất cái cánh phần nhọn này các bạn, ăn nó sực sực giòn giòn. Này ăn nguyên đống gà mê ly mê ly cái nào mình có bầu không ta? Ăn nhiều dữ. Bây giờ ở Mỹ có dịch corona nha các bạn, đã có một người bị không còn sống được nữa rồi. Gần 60 người bị bệnh mà ra đường sống không ai bịt khẩu trang hết trơn á. Mình lỡ mình bịt á thì người ta nhìn mình nhìn hoài vậy á, đợi khi nào mà bệnh nó mới cho bịt hay sao á. Trường học gần đây nè, có một em bị xong đóng cửa trường rồi. Một người bị á là mình phải khám ra phải hơn một người. Tại vì bị lây á các bạn, cho nên phải 2 tuần nữa mới biết chính xác là trường đó bao nhiêu người bệnh. Xung quanh đây có 2 trường. Trường là lớp 12 á, bị mỗi trường bị một người. Ngon quá. Đó các bạn ơi, cái cục tóc bới, cái tóc nó nhiều quá các bạn, nó dài mà nó nhiều quá, nó nặng bới, nó cũng không có thể nằm yên được, nó cứ gục hoài vậy đó, ngất lên rồi nó sẽ gục xuống. Thì hôm nay mình ăn gà đó, hôm nay ăn gà chiên gà rán quá ngon, cắn cái cà chua. Sắp tới mùa trồng cà chua rồi, sướng quá. Có trái dầu nãy cắt bỏ vô đây nè.
còn dư trái. Ăn món gì xong rồi có trái dâu tráng miệng, sạch miệng các bạn ơi. Thì hôm nay mình ăn gà chiên gà rán tới đây thôi nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình ăn gà chiên gà rán tới đây thôi nha các bạn. Rồi còn số gà này mình bỏ tủ lạnh rồi mình ăn, lấy ra ăn từ từ nha các bạn. Xin tạm dừng video ở đây. Tạm biệt các bạn ở đây. Các bạn xem video của mình, nếu mà các bạn thích thì các bạn nhấn nút like giúp mình nha. Like giúp mình, chia sẻ và đăng ký. Thì bây giờ mình xin tạm biệt các bạn và chúc các bạn một ngày thiệt là